Dù thân hình nhỏ bé nhưng luôn giữ thế năng lượng, xuất hiện trên khán đài là cổ động viên nhiệt thành, giương cao cờ đội tuyển. Còn ở đường biên, mỗi khi cần sự hỗ trợ, cô gái này lại chạy nhanh thoăn thoắt đến chăm sóc các cầu thủ. Em tên là Lê Nguyễn Hiệu Ngân, đây là lần năm thứ 2 tham gia cùng đội với giải bóng đá chuyên biệt Việt Nam. Em đang là giữ vị trí chăm sóc viên của trường Đại học Kinh tế Đại học Huế. Ngoài nhiệm vụ chăm lo cho các cầu thủ trong trận đấu, Hiếu Ngân còn liên tục chạy khắp khu vực khán đài để truyền lửa cho các cổ động viên bằng cách gieo hò cổ vũ, truyền hiệu lệnh để hội cổ động viên của Trường Đại học Kinh tế Huế đồng thanh phất cờ tung bay, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động tại vòng loại khu vực duyên hải miền Trung giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 2024 Cúp Thaco. Đến giờ nghỉ hết hiệp 1, Hiếu Ngân nhanh tay lấy khăn nước và chăm sóc các cầu thủ rất chuyên nghiệp. Sự chăm sóc ân cần và những màn pha trò hóm hỉnh của cô gái này càng khiến tinh thần của đội bóng tăng cao, thi đấu rất tốt ở khoảng thời gian hiệp 2. Kết thúc trận đấu, đội Trường Đại học Kinh tế Huế đã lội ngược dòng, thắng Trường Đại học Duy Tân với tỷ số 2-1 trên sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế. Động lực để em theo sát đội bóng và tham gia là em rất đam mê đội bóng và em muốn theo đuổi và cống hiến cho Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế. Mục tiêu tương đối là sẽ cố gắng nhất bản của vòng loại miền Trung để tiến vào vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiếu Ngân còn tiết lộ bản thân từng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá của trường. Năm nhất đại học, Ngân trở thành cầu thủ chính trong đội bóng đá nữ của Trường Đại học Kinh tế Huế và từng giúp đội bóng của mình được huy chương vàng trong giải sinh viên. Mới đây, cô nàng được giao vai trò là thủ thành của đội bóng trong giải bóng đá Futsal do Đại học Huế tổ chức.